Báo dân trí đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 6 tháng 11 tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát thêm hai khu định cư ở những khu vực có hoạt động quân sự dày đặc tại miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga xác định hai ngôi làng này là Maximivka, ngay phía bắc thị trấn, trên đỉnh đồi Vuleda, nơi lực lượng Nga đã kiểm soát vào tháng trước sau nhiều tháng giao tranh, và Antonivka, gần thị trấn Kudakove, đang bị bao vây, xa hơn về phía bắc. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng Kiev đã đẩy lùi hai cuộc tấn công gần Maximivka và một ngôi làng gần đó, ở vùng lân cận Vuleda thuộc Donetsk. Các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine báo cáo tình hình căng thẳng xung quanh thành phố Kurakove với 39 cuộc tấn công của Nga vào các vị trí của Ukraine. Ukraine cho biết Antonivka là một trong số nhiều ngôi làng trong khu vực mà quân đội Nga đang cố gắng tiến công. Quân đội Ukraine ghi nhận giao tranh xung quanh cả hai ngôi làng ở các khu vực phía đông của tiền tuyến dài 1.000 km. Một sĩ quan Ukraine trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh cho biết lực lượng Nga đang tiến vào một số khu vực ở Kudakove, khiến tình hình trở nên đặc biệt khó khăn. Naza Votenko, sĩ quan báo chí của Lữ đoàn Độc lập số 33, nói với đài phát thanh Liberty, có nguy cơ bị bảo vệ. Tôi hiện không thể đánh giá vấn đề rút quân, nhưng tình hình thực sự rất khó khăn. So với mùa hè, tình hình đã thay đổi khá nhanh chóng lực lượng Nga đang đặt mục tiêu kiểm soát vùng Donbass phía đông Ukraine, bao gồm các khu vực Donetsk và Lugansk. Nga hiện kiểm soát khoảng 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine. Vào tháng 9, lực lượng của Moscow đã tiến công với tốc độ nhanh nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 3 năm 2022. Nga liên tiếp tuyên bố kiểm soát các khu vực ở Donbass, đe dọa các tuyến hậu cần huyết mạch của Ukraine. Báo Anh Guardian dẫn nguồn từ thực địa đưa tin các đơn vị Nga đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu năm 2022, khiến phong tuyến của Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk đối mặt với nguy cơ sụp đổ trong thời gian tới. Theo thống kê của Cô Điền, vào tháng 10, lực lượng Nga đã giành được khoảng 500 km vuông lãnh thổ, chủ yếu là ở Donetsk. Ngoài ra, Nga cũng đã giành khoảng 40 km vuông ở khu vực Kupiansk, Kharkov, khu vực nằm gần Donetsk. Donetsk tiếp tục là điểm nóng nhất trên tiền tuyến khi Nga liên tiếp giành được lãnh thổ tại đây. Nga đã kiểm soát hầu hết Lugansk và đẩy nhanh tốc độ tiến công ở Donetsk với mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass, trung tâm công nghiệp nặng hàng đầu của Ukraine, cũng như nơi tập trung nguồn trữ lượng khoáng sản dồi dào của Kiev. Tuần trước, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zizky thừa nhận Kiev đang chịu áp lực ngày càng gia tăng trước đa tiến không ngừng của Nga trên chiến tuyến dài hơn 1.000 km. Đa tiến của Nga trong thời gian qua phản ánh ưu thế của Moscow về nguồn lực áp đảo trước đối thủ trong cuộc chiến tiêu hào. Nga dường như đang tăng tốc tiến công để giành được nhiều lãnh thổ nhất có thể khi mùa đông tới gần và các điều kiện chiến đấu trở nên khó khăn hơn. Theo một phân tích của hãng tin Bloomberg được công bố vào ngày 1 tháng 11, Ukraine đã mất 1.146 km vuông lãnh thổ kể từ khi phát động chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk của Nga hồi đầu tháng 8. Kiev đã trải qua tuần tồi tệ nhất xét về số lãnh thổ bị mất từ đầu năm đến nay. Ngày 2 tháng 11, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Zizky cho biết Ukraine đang phải đối mặt với một trong những vấn đề tấn công mạnh nhất của Nga kể từ khi bắt đầu xung đột. Trong suốt mùa thu, nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine, đôi khi bao gồm toàn bộ các thành phố, đã bị mất gần như hàng ngày ở phía nam tỉnh Donetsk, trong khi lực lượng Nga cũng đã đạt được những bước tiến đáng kể về mặt tác chiến gần Torres, Chasipya, Kupians, cũng như trên chính lãnh thổ Nga ở tỉnh Kursk. Tốc độ tiến quân ngày càng tăng của Nga là bằng chứng cho thấy cuộc chiến tiêu hao mà nhiều quan chức và giới phân tích phương Tây từng gọi là bế tắc và đã diễn ra chậm nhưng chắc theo hướng có lợi cho Moscow. Việc thiếu hụt nhân lực và các vấn đề về cấu trúc hệ thống được xem là yếu tố trọng tâm dẫn đến tình trạng khó khăn của Ukraine. Trong bối cảnh này, các lựa chọn cho Kiev và các đối tác để ổn định mặt trận trước những lợi thế về nguồn lực của Nga dường như bị hạn chế. Khu vực quan trọng nhất của tiền tuyến tính đến đầu tháng 11 nằm ở nửa phía nam của khu vực do Ukraine kiểm soát thuộc tỉnh Donetsk. Sau khi tiến nhanh qua Avdiivka về phía trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk vào mùa hè, lực lượng Nga đã chuyển hướng về phía nam vào đầu tháng 9, cắt đứt một vùng đất rộng lớn do Ukraine kiểm soát ở phía tây sông Vopcha với việc kiểm soát thành công thành phố Ukrainsk. Các cuộc tấn công tiếp theo của Nga về phía Pokrovsk ban đầu chậm lại vào mùa thu, dừng lại ở cửa ngõ thành phố Selidove, nơi Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 15 của Ukraine đã tiếp quản việc phòng thủ thành phố khai thác mỏ, từng là nơi sinh sống của hơn 22.000 người. Tuy nhiên, trong hai tháng tiếp theo, thay vì tấn công Selidove, quân đội Nga đã chiếm giữ các cánh đồng ở cả hai bên sườn, Cả hai đều từng do các lữ đoàn Ukraine kiểm soát, trong khi lực lượng này kiệt sức hơn và phải chịu tổn thất về nhân lực. Andriy, biệt danh là Mazo, một sĩ quan pháo binh Ukraine thuộc Lữ đoàn 15, nói với trang tin Kyiv Independent, đây là một tình huống rất khó khăn, các đơn vị lân cận đã để hở sườn của chúng tôi và chúng tôi gần như bị bao vây hoàn toàn. Trong khi đó, nỗ lực phòng thủ Voleda kéo dài gần 2 năm, nơi được Ukraine gọi là pháo đài, đã kết thúc khi quân đội Nga chiếm được thành phố này vào những ngày đầu tháng 10. Tổn thất nặng nề và các cuộc tấn công liên tục của Nga đã buộc các binh lính còn lại của Lữ đoàn Cơ giới số 72 Ukraine và các đơn vị trực thuộc khác phải rút khỏi thành phố qua các cánh đồng phủ đầy máy bay không người lái của Nga. Việc Vuleda thất thủ đã mang lại cho Nga một lợi thế đáng kể trong cuộc chiến giành các cánh đồng rộng lớn ở phía bắc thành phố. Vị trí trên vùng đất cao hơn cho phép bố trí các anten để máy bay không người lái có thể trinh sát và tấn công bay sâu vào phía sau phòng tuyến của Ukraine. Tính đến đầu tháng 11, các tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía tây bắc Vuleda đã liên tiếp sụp đầu cục bộ, dẫn đến một số bước tiến nhanh nhất của Nga kể từ khi những tháng đầu của cuộc xung đột xuyên thủng các phong tuyến của Ukraine trước khi dọn sạch các vị trí giữa các đợt đột phá. Lực lượng Nga đã tiến hơn 10 km về phía bắc qua khu vực rộng mở, đưa họ đến gần hơn với con đường chính dẫn vào thành phố Kudakove. Kudakove, nơi có nhà máy nhiệt điện lớn vẫn hoạt động vào đầu năm 2024, hiện nhanh chóng bị bao vây ở ba phía. Nếu không được ngăn chặn, cuộc tấn công của Nga ở phía nam Donetsk có thể sớm lan ra khỏi danh giới của chính khu vực này. Những bước tiến này hiện đe dọa thị trấn Velika Novosinka ở phía Tây và xa hơn nữa là biên giới phía Đông của các khu vực Zaporizhia và Dnipropetros. Báo Dân Chí đưa tin Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky có thể đang chuẩn bị rút quân khỏi vùng cớ của Nga. Nhà lập pháp Mariana Bezuklaya cho biết trên kênh Telegram của bà vào ngày 6 tháng 11, Bà đưa ra nhận định trên sau một loạt bài đăng của ông Zelensky trên Facebook, trong đó ông công bố kết quả của cuộc tấn công vào Kursk từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Ông tuyên bố cuộc tấn công đã buộc Nga phải đưa quân tới nơi khác để bảo vệ Kursk. Bà cho biết ông Zelensky đã đưa ra những phát biểu cho thấy Ukraine sắp rút quân khỏi khu vực Kursk. Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn vào khu vực Kursk vào ngày 6 tháng 8. Trên Facebook, ông Sisky tuyên bố Ukraine đã gây ra thiệt hại lớn cho Nga. Trong gần 3 tháng diễn ra chiến dịch tấn công Kurs, tính đến ngày 5 tháng 11, tổn thất về nhân sự của Nga trên mặt trận Kurs lên tới 20.842 người, trong đó có 7.905 người thiệt mạng, 12.220 người bị thương và 717 người bị bắt, ông cho hay. Ông Sisky cho biết 1.101 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự của Nga đã bị phá hủy, gồm 54 xe tăng, 276 xe chiến đấu bọc thép, 107 súng và súng cối, 5 hệ thống phóng loạt và 659 xe quân sự. Ông cũng lưu ý rằng Nga đã triển khai 45.000 quân ở Kursk và đang cố gắng tăng quân số. Quân đội của riêng Nga không đủ trên mặt trận này, vì vậy họ đang cố gắng đưa quân từ Triều Tiên vào, ông nói. Ông Zizky cáo buộc Nga trước đó muốn kiểm soát thêm lãnh thổ ở phía bắc Ukraine tại Sumy. Tuy nhiên, nhờ chiến dịch Kursk, lực lượng Ukraine đã thực hiện một động thái phòng ngừa và gây ra tổn thất cho lực lượng Nga trên lãnh thổ của họ. Ông Zizky kết luận khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine đã được trao tặng các giải thưởng nhà nước vì chiến đấu thành công trong chiến dịch Kursk. Trong cập nhật vào ngày 4 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, kể từ khi bắt đầu chiến dịch đột kích vào cusk Ukraina đã mất hơn 29.600 quân, 184 xe tăng, 106 xe chiến đấu bộ binh, 107 xe bọc thép chở quân, 1.078 xe chiến đấu bọc thép, 808 ô tô, 259 khẩu pháo, 40 hệ thống pháo phóng loạt MLRS, bao gồm 11 hệ thống HIMARS và 6 MLRS do Mỹ sản xuất cả Nga và Ukraine chưa bình luận về những tuyên bố của nhau. Rất khó để bên thứ ba xác minh thông tin do hai phía của cuộc chiến cung cấp vì đây có thể là đòn tâm lý chiến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần tuyên bố chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga đã đạt được mục tiêu là ngăn chặn việc Moscow kiểm soát một phần tỉnh Sumy và thành phố Sumy của Ukraine. Trong khi đó, Nga tuyên bố đã chặn được Ukraine và đang đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi khu vực. Mặt khác, Ukraine đã buộc phải kéo bớt quân tinh nhuệ có kinh nghiệm chiến đấu từ Donbass lên Kursk để duy trì thành quả tấn công, tạo ra lỗ hồng lớn trong phòng tuyến. Nga đang chấp thời cơ và tiến nhanh về các trung tâm hậu cần và huyết mạch của Ukraine ở Donetsk. Trong những ngày qua, Nga liên tục tuyên bố giành thêm lãnh thổ ở Donbass. Nga nhiều lần cho rằng Ukraine đã đặt cược lớn vào chiến dịch Kursk, nhưng canh bạc của Kiev đã bất thành trong nội bộ Ukraine cũng có những ý kiến hoài nghi về mục tiêu thực sự của Kiev ở Kursk. Báo Điện tử Dân trí đưa tin, lực lượng vũ trang của Ukraine đang gặp thách thức trong việc chống lại chiến thuật của quân đội Nga trên chiến trường. Nếu quân đội Kiev không nghĩ ra cách hiệu quả, điều này sẽ buộc người Ukraine phải rút lui sang bờ bên kia sông Dnieper. Chuyên gia Oleg Zadikov, một đại tá đã nghỉ hưu của Cơ quan An ninh Ukraine, SBU, cảnh báo. Ông cho hay, đối thủ hiện đang sử dụng các chiến thuật mà chúng ta vẫn chưa có gì để chống lại. Họ thường tấn công bao vây chúng ta từ ba hướng, buộc chúng ta phải rút lui và sau đó họ nhanh chóng tiến vào và tiến xa hơn nữa. Tất cả những điều này sẽ dẫn đến đâu trong tương lai gần? Nó sẽ dẫn đến tình huống mà chúng ta sẽ phải rút lui ngày càng xa hơn về bờ trái của sông Dnieper. Vào tuần trước, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syzdyk thừa nhận nước này đang chịu áp lực ngày càng gia tăng trước đà tiến không ngừng của Nga trên chiến tuyến dài hơn 1.000 km. Theo ông, Ukraine đang phải đối mặt với một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của quân đội Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Đà tiến của Nga trong thời gian qua phản ánh ưu thế của Moscow về nguồn lực áp đảo trước đối thủ trong cuộc chiến tiêu hao. Nga dường như đang tăng tốc tiến công để giành được nhiều lãnh thổ nhất có thể khi mùa đông tới gần và các điều kiện chiến đấu trở nên khó khăn hơn. Báo Anh Cô Điền dẫn nguồn từ thực địa đưa tin các đơn vị Nga đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu năm 2022, khiến phòng tuyến của Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk đối mặt với nguy cơ sụp đổ trong thời gian tới. Theo thống kê của Cô Điền, vào tháng 10, lực lượng Nga đã giành được khoảng 500 km vuông lãnh thổ, chủ yếu là ở Donetsk. Ngoài ra, Nga cũng đã giành khoảng 40 km vuông ở khu vực Kupians, Kharkov, khu vực nằm gần Donetsk. Donetsk tiếp tục là điểm nóng nhất trên tiền tuyến khi Nga liên tiếp giành được lãnh thổ tại đây. Nga đã kiểm soát hầu hết Lugansk và đẩy nhanh tốc độ tiến công ở Donetsk với mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass, trung tâm công nghiệp nặng hàng đầu của Ukraine, cũng như nơi tập trung nguồn trữ lượng khoáng sản dồi dào của Kiev. Thông tin từ báo tin tức, khu vực quan trọng nhất của tiền tuyến tính đến đầu tháng 11 này nằm ở nửa phía nam của khu vực do Ukraine kiểm soát thuộc tỉnh Donetsk. Sau khi tiến nhanh qua Abdiqa hướng đến trung tâm hậu cần quan trọng của Pokrovsk vào mùa hè, quân đội Nga đã chuyển hướng về phía nam vào đầu tháng 9, cắt đứt một vùng đất rộng lớn do Ukraine nắm giữ ở phía tây sông Vokcha với việc chiếm thành công thành phố Ukraine. Các cuộc tiến công tiếp theo của Nga hướng đến Pokrovsk ban đầu chậm lại vào mùa thu, dừng lại ở cổng thành phố Selidove, nơi lữ đoàn vệ binh quốc gia số 15, tương đối non trẻ, đã tiếp quản việc phòng thủ thành phố Khai Thác Mỏ, từng là nơi sinh sống của hơn 22.000 người này. Tuy nhiên, trong hai tháng tiếp theo, thay vì tấn công Selidove, quân đội Nga đã chiếm giữ các cánh đồng ở cả hai bên sườn, cả hai đều do các lữ đoàn Ukraine kiệt sức hơn chấn giữ một sĩ quan pháo binh Ukraine thuộc Lữ đoàn 15 nói với tờ Kyiv Independent. Thành thật mà nói, đây là một tình huống rất khó khăn. Các đơn vị lân cận đã để hở sườn của chúng tôi và chúng tôi gần như bị bao vây hoàn toàn. Trong khi đó, cuộc phòng thủ kéo dài gần 2 năm ở pháo đài Vuleda đã kết thúc khi quân đội Nga chiếm được thành phố này vào những ngày đầu tháng 10 tổn thất nặng nề và các cuộc tấn công liên tục của Moscow đã buộc lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine và các đơn vị trực thuộc khác phải rút khỏi thành phố qua các cánh đồng tràn ngập UAV Nga. Việc Vuleda thất thủ đã mang lại cho Nga lợi thế đáng kể trong cuộc chiến giành những cánh đồng rộng lớn ở phía bắc thành phố, nơi có vị trí cao hơn, dễ dàng bố trí các anten cho phép UAV trinh sát và tấn công bay sâu phía sau phòng tuyến Ukraine. Vào đầu tháng 11, các tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía tây bắc Vuleda đã liên tiếp sụp đổ cục bộ, dẫn đến một số chiến thắng nhanh chóng nhất của Nga kể từ đầu năm 2022. Xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine, lực lượng Nga đã tiến hơn 10 km về phía bắc qua thảo nguyên rộng mở, đưa họ đến gần hơn với con đường chính dẫn vào thành phố Kurakove. Kurakove, nơi có nhà máy nhiệt điện lớn, đã hoạt động trở lại vào đầu năm 2024, hiện đang bị bao vây từ ba phía. Nếu không được ngăn chặn, cuộc tấn công vùng phía nam Donetsk của Nga có thể sớm lan ra khỏi ranh giới của tỉnh này. Những bước tiến đó hiện đe dọa thị trấn Velika Novosinka ở phía tây và xa hơn nữa là ranh giới phía đông của các tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk. Thông tin từ VOV Tâm lý bi quan về xung đột Ukraine đang ngập tràn tại thủ đô Kiev và Washington khi Tổng thống Ukraine Zelensky đang cố gắng dẫn dắt đất nước mình đi qua năm thứ ba của cuộc đối đầu quân sự với Nga. Bối cảnh ở đây còn bao gồm việc Ukraine sẽ trải qua mùa đông lạnh giá trong những tháng tới vì cơ sở hạ tầng năng lượng của họ hứng chịu nhiều hư hại do các cuộc tập kích UAV và tên lửa của Nga. Các tỉnh Sumy và Poltava của Ukraine đã rơi vào tình trạng mất điện vào tuần trước do các cuộc không kích của Nga. Oleksiy Brek, quyền tổng giám đốc điều hành của mạng lưới điện quốc gia Udenego cảnh báo những đợt pháo kích ồ ạt của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng, mạng truyền tải và cơ sở sản xuất điện, có nghĩa rằng hạn mức tiêu thụ điện hàng ngày tại Ukraine vào mùa đông năm 2024-2025 chỉ còn là 8 tiếng đồng hồ. Viktor Kovalenko, một nhà phân tích địa chính trị và cựu binh Ukraine, nói với tờ Newsweek, mùa đông sắp tới dự kiến là thử thách lớn nhất đối với dân chúng Ukraine kể từ khi Nga tiến công quân sự Ukraine vào năm 2022. Mức độ hư hại mà những cuộc tập kích tên lửa của Nga gây ra cho các nhà máy điện Ukraine nghiêm trọng đến mức không thể sửa chữa chúng trong tương lai gần và một số nhà máy có thể không xây lại được nữa. Simon Slegen, nhà phân tích cao cấp tại International Series Group là nhóm khủng hoảng quốc tế, nói với Newsweek, Ukraine đang đối diện với khó khăn tổng hợp. Họ vừa không tập hợp được đủ quân để chiến đấu tại mặt trận, vừa thiếu vũ khí do nguồn cung chậm. Cựu Tổng thống Mỹ Trump cam kết chấm dứt xung đột Ukraine một cách nhanh chóng. Nếu ông đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024 này, dòng chảy viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine có thể giảm đột ngột nhà phân tích slagen nói ông trump đã tuyên bố rất rõ ràng rằng ukraine chịu trách nhiệm về việc để nổ ra xung đột với nga và ông ấy muốn giải quyết cuộc xung đột này một cách chóng vánh tuy nhiên ông slagen không rõ liệu tình hình sẽ ra sao nếu ứng viên harris đắc cử tổng thống mỹ slagen phân tích thêm bà harris không rõ lắm về việc liệu bà có tiếp tục theo đuổi hành trình thận trọng của tổng thống biden hay không hoặc là bà sẽ trở nên cương quyết hơn hay không Thông tin từ báo tin tức, ngày 5 tháng 11, phía tây bắc Pokrovs, các cuộc giao tranh trong đô thị vẫn diễn ra ác liệt ở các thành phố Torres và New York, nơi các lực lượng liên bang Nga liên tục đạt được những bước tiến nhỏ qua các con phố đổ nát. Vào mùa xuân và mùa hè, hoạt động phòng thủ của Ukraine ở Chasipya, cách thành phố Bắc Mert, bị phá hủy 5 km về phía tây, dường như là điểm sáng trên tiền tuyến. Tại đây, với sự hỗ trợ đáng kể của kênh Siversky Donetsk Donbass, một rào cản phòng thủ kiên cố, lữ đoàn cơ giới số 24 giàu kinh nghiệm của Ukraine đã giữ chân các lực lượng liên bang Nga ở phía tây của thành phố trong nhiều tháng. Tuy nhiên, sau áp lực liên tục, hàng loạt các cuộc tấn công thất bại và việc Liên bang Nga sử dụng nhiều thiết bị bay không người lái UAV vào giữa tháng 10, tuyến phòng thủ của Ukraine ở kênh này đã bị đột phá cả trên đường cao tốc chính dẫn vào Bắc Mớt và ở nội đô Chasipya nếu có thể củng cố vị trí của mình ở phía tây kênh Siversky Donetsk Donbass và tiến xa hơn, các lực lượng liên bang Nga có thể tiếp cận các thành phố Slovyans, Kramatos và Drutkivka. Ở phía bắc, tại tỉnh Kharkiv, dù tình hình khu vực xung quanh Kharkiv hầu như không thay đổi kể từ đợt tiến công đầu tiên của Liên bang Nga vào tháng 5, nhưng nhiều vùng lãnh thổ đã giải phóng gần Kupians lại đang đứng trước nguy cơ bị Moscow tái chiếm khả năng kiểm soát của Ukraine đối với vùng lãnh thổ phía đông sông Oskin đang đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng từ các cuộc tiến công của Liên bang Nga, đặc biệt là xung quanh Pichane, nơi các lực lượng Liên bang Nga đã mở rộng được phạm vi phòng thủ khoảng 15 km để vươn tới được bờ sông. Trong khi đó, tại tỉnh Kursk của Liên bang Nga, nơi mà cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine vào tháng 8 ban đầu đã áp đảo hệ thống phòng thủ mong manh ở biên giới, Kiev cũng đang ở thế bất lợi khi các lực lượng mới của Liên bang Nga được điều đến, giành lại hàng loạt khu định cư trong các đợt phản công liên tiếp, khu vực kiểm soát của Ukraine trên lãnh thổ Liên bang Nga đã giảm xuống gần một nửa so với diện tích ban đầu. Ngoài lực lượng ban đầu xuyên thủng phòng tuyến của Liên bang Nga vào tháng 8, Kiev buộc phải huy động một số đơn vị mạnh nhất của mình để củng cố phòng thủ ở các khu vực thuộc tỉnh Kursk. Nhiệm vụ này được dự đoán sẽ trở nên khó khăn hơn khi lực lượng bên thứ ba tham chiến. Theo báo The Cardiff Independent, vào ngày 5 tháng 11, khu vực duy nhất trên tiền tuyến yên tĩnh hơn là tại tỉnh Zaporizhia, nhưng tình hình này có thể sẽ không kéo dài lâu. Suốt mùa hè và mùa thu, các lực lượng liên bang Nga đã từng bước thu hẹp dần diện tích những khu vực mà Kiev đã tái chiếm trong cuộc phản công mùa hè năm 2023 với tổn thất to lớn. Giờ đây, khi nhiều đơn vị mạnh của Ukraine bị rút khỏi tiền tuyến Zaporizhia, mối đe dọa từ một cuộc tiến công mới của Nga từ Việt Nam đang gia tăng.